Hà Nội, người đàn ông đấm thẳng mặt cán bộ phòng chống dịch COVID-19. Đeo khẩu trang không đúng quy cách, bị tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 nhắc nhở. Người đàn ông không chấp hành, buông lời xúc phạm và đấm thẳng vào mặt một cán bộ trong tổ. Ngày 28 tháng 7, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa làm rõ và xử lý người đàn ông có hành vi chửi bới, đấm vào mặt cán bộ trong tổ công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông đi xe đạp to tiếng với cán bộ tổ công tác phòng chống dịch bệnh. Đỉnh điểm, người này vung tay đấm thẳng vào mặt một cán bộ mặc trang phục công an viên. Qua xác minh, Công an huyện Thạch Thất xác định vụ việc xảy ra sáng ngày 24 tháng 7 tại chốt kiểm soát phòng chống dịch tại thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, Thạch Thất. Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi xe đạp đến. Theo người đàn ông này đeo khẩu trang không đúng quy cách nên các cán bộ trong tổ đã nhắc nhở và yêu cầu người này không ra đường khi không thực sự cần thiết. Tuy nhiên, người đàn ông trên không chấp hành, thậm chí buông lời lẽ chửi bới, xúc phạm và đấm thẳng vào mặt một cán bộ tổ công tác. Lực lượng chức năng xác định người đàn ông trong vụ việc là Lê Quy Ô, sinh năm 1983, trú tại thôn Vĩnh Lộc 3, xã Phùng Xá, Thạch Thất. Ông O là đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng, dạng thần kinh tâm thần và đang được hưởng chế độ trợ cấp của nhà nước từ năm 2019 cho đến nay. Người đàn ông này được tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng Người Tâm thần số 2, huyện Ba Vì, Hà Nội, nhưng do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên phải hoãn tiếp nhận. Công an xã Thạch Xá đã đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Phùng Xá cùng các ban, ngành địa phương và gia đình có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với ông O trong giai đoạn Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội.